Hello mọi người, chào mọi người đến vườn nhà Cần Vi. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi hái nấm nha mọi người. Mời mọi người xem cuộc hành trình của hai vợ chồng mình đi hái nấm. Thì trong quá trình đi hái nấm thì mình ở đây là mình đi lên trên rừng hái nấm. Thì mình sẽ đi với một cái cô giáo, cô sẽ chỉ cho mình là phân biệt loại nấm nào với nấm nào. Rồi các bạn cùng theo chân mình để đi hái nấm nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Rồi bây giờ hai vợ chồng mình bắt đầu đi nha các bạn. Ở đây, từ đây, từ cái chỗ nhà mình, hai vợ chồng mình sẽ đi đến cái điểm tập kết để mọi người lại với nhau á. Thì khoảng 1 tiếng đồng hồ, mình hẹn với nhau là khoảng 11 giờ. Tại vì khi mà đi hái nấm á các bạn thì mình cũng không được đi quá trễ. Tại vì sợ vô trong rừng lỡ chiều tối mà mình đi về trễ nó bị lạc. Chứ trong rừng nó mau tối lắm các bạn ơi. Bây giờ hai vợ chồng mình đi bắt đầu đi ha, đi là điểm tập kết ha, từ đây tới đó tiếng hộp rồi chúng ta đi thôi. Nè các bạn nhìn thấy cái cây của nhà hàng xóm mình đó, nó có bắt đầu nó chuyển lá màu vàng rồi đó các bạn, nó giống như cái me cái cọng của nhà mình lá nhuyễn nhuyễn ha. Đó, còn ở dài dài ở xóm này thì mấy cây phong thì bắt đầu nó chuyển màu nhiều rồi đó các bạn. Khu của mình bắt đầu từ bữa nay là bắt đầu lạnh rồi đó, còn mấy bữa trước chưa. Chắc tuần này luôn là mình sẽ về chuẩn bị dọn dẹp cái vườn của nhà mình luôn đó. Các bạn thấy mấy cây ăn trước bắt đầu nó màu vàng rồi đó, và nó đổ lá nhiều rồi. Mùa thu thật sự đã đến rồi. Đây các bạn, mình đi chỗ này bây giờ lá cây bắt đầu nó chuyển màu rồi các bạn. Ở khu vực này, khu vườn của mình đi đến á đó, đó các bạn thấy không đó, nó đang chuyển màu đỏ rất là đẹp. Sẵn cái clip này thì em xin giới thiệu cho các anh chị nào ở khu vực Montreal á, mà mình muốn đi hái nấm mà có cô giáo hướng dẫn á, thì các anh chị có thể để lại comment ở dưới đây hoặc liên hệ Facebook để em có thể giới thiệu cho các anh chị đi với cái cô này. Cổ hướng dẫn rất là tận tình và giá cũng rất là rẻ luôn các anh chị, 20 đô cho một người, nếu một cặp thì khoảng có 15 đô cho một người à. Nên là các anh chị an tâm về cái chuyến đi. Hello các bạn, bây giờ cuộc hành trình của vợ chồng mình bắt đầu ha. Hôm nay mình sẽ tham gia một cái nhóm gồm có 2, 4, 6, 8 với hai vợ chồng mình nữa là 2, 4, 6, 8, 10 người ha các bạn. Nguyên cái nhóm mình là 10 người. Bây giờ mình sẽ đi vô trong rừng thông này. Cái rừng phong chứ, xin lỗi không phải rừng thông. Rừng phong, mập bộ các bạn. Mình sẽ đi vô trong đây ha các bạn thấy. Rừng cây lá rất đẹp. Hôm nay thì hai vợ chồng mình đi... sao các bạn, đi lên trên đồi cao chứ không phải là đi ở cái cánh rừng thấp bằng phẳng, nó hơi cực một xíu. Và những cái nấm mà mình hy vọng thì hôm nay thì cô có nói là cái nấm nấm honey mushroom là nấm mật ong nè các bạn, rồi cái thứ hai nữa là nấm oyster là nấm bầu ngư, và cái thứ ba nữa là cái nấm mình không biết tiếng Việt, nó gọi là luet. Đó là ba cái loại nấm mà mình hớp xô mình sẽ tìm được. Thì thỉnh thoảng mình cũng có thể tìm được cái nấm nấm hand of the chicken là nấm hình như nấm gà mái á. Rồi thêm một cái nấm nữa là cái nấm hầu thủ, nhưng mà cái đó thì hiếm lắm. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì cô nó dự đoán năm loại nấm đó sẽ có thể tìm gặp nữa ha. Rồi các bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình nha. Rồi bây giờ cái cuộc hành trình mình bắt đầu đi vô vào trong lá phong. Các bạn thấy cái cô ấy cầm cái túi maxi đi đó, thấy phèn không? Ai cũng xách cái gỗ đẹp đẹp không mà cô ấy đi cái đó các bạn. Nè em, cảm giác em sao, em nói sơ sơ cho mọi người biết đi. Thích thú, rất là thích. Dạ em hy vọng điều gì? Sẽ tìm được loại nấm hand of hầu thủ hả? Hoặc là lion's mane. Lion man. Chứ không có tên hand of the chicken đâu. Ở hand of the wood chứ. Hand of the wood thì hy vọng. Đây các bạn, lá phong đổ rất nhiều. Hôm nay mình lại tiếp tục đi vào rừng của rừng phong chứ không phải là rừng thông. Mọi người đang lại tới và tìm được một cái cây nấm mushroom, nó hơi khó thấy. Yeah, look at it. Yes, too. Đây các bạn. Đây là ren of mushroom.
đây nè các bạn. I just take one. Sure, I don't sure, take it. If we're not sure, that's the rule. Yeah, for sure. Okay, go and sure. expand, but. Này các bạn ơi, giờ mình phải bỏ thôi. Nó các bạn, rất là nhiều đây luôn ha. Rồi mới hái được lần đầu tiên, hái được nhím nấm mà là bỏ rồi. Các bạn coi nó mọc rất là nhiều. Thấy không các bạn? I just want Chantel to see them perfect. Mm-hmm. And here another three. Yeah, but see this. Difference or the same? All right, you can go ahead and pick them now. This I is what is them that a couple called? Of days ago and they were just coming out of the ground. Yeah, what this, is this one? I think the same, but this young and this older. Whoops, sorry. The cap is too yellow. That looks too much like a king bully. Yeah, people are still photographing. Here, sorry. And right oh, it's okay. Is our first các bạn ơi, đây là cái loại nấm mà cái chị trong nhóm mình chỉ tìm được đó các bạn. Cái loại nấm này tên là Fluid. Cái nấm này thì mình nấu lên ăn rất là ngon và rất là thơm các bạn. I don't know. The Fluid. Oh, the Fluid. Oh, like what I found. It doesn't look at all like what I found. Mình đang tìm được một bụi mushroom này. Nhưng mà cũ quá các bạn ơi. Thôi mình không lấy luôn, mình trả nó về vị trí cũ. Đây nè các bạn, xã mình vừa tìm được cây nữa nè. Nhìn là biết rồi, không phải hết ni. Giống cái của anh nãy. Nè các bạn, bây giờ bà xã mình tìm được cái nấm. This is a shrimp of the wood. It's what? Shrimp of shrimp the wood, of the wood. Nè, look at it. What did you call it of the woods? Shrimp. Shrimp. But it's not good. Shrimp is the woods. Oh, these are shrimp. Shrimp, is it right? Oh, yes. Shrimp. And what is it? Of the woods. This is like they're all, and these are not good? They're we ate them, but not the taste. Nè, một ê luôn, quá trời luôn rồi, vợ ơi. Đây, 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 đây. Quá trời luôn. The mushroom nè các bạn, ăn thơm lắm luôn nè. Mà nó ở trên cây này nó sạch. Nó giờ em thu vui đen quay kia kiếm coi nữa không? Ồ bên này nữa nè, chứ không phải hết đâu nghe. Đây nè nè. Nè ở trên thân cây này nè. Trời ơi nhiều quá. Rồi, bữa nay là bội thu nấm cái gì đó, honey mushroom. Anh thấy bên kia cũng có một cây nữa kìa. Để qua anh quay bên kia nha. Đây nè các bạn, đây nè quá trời luôn. Đây nè. Bữa nay cái cọng mushroom này. Trời ơi bên này nó sạch lắm luôn á. Mà cái này nó cũng có nấm tôm hùm một cái bên nữa nè vợ. Ủa xin lỗi, nấm tôm hùm, nấm tôm thôi chứ không có hùm. Tôm hùm hùm quý lắm các bạn, tìm không có gặp đâu. Đây các bạn, mình tìm được một cái cây nấm nữa. Nhưng mà mình không biết cây nấm này tên cây nấm gì. Mình cứ để đi, gần hồi mình hỏi cô giáo nha các bạn. Đó, đây là cái nấm mình mới tìm. Các bạn thấy rất là khó tìm nấm chứ không dễ ha. Các bạn nhìn cái tưởng tượng thêm một cái rừng tho, lá phong mà nó rụng giống như thế này nè. Do đó mình muốn tìm nó rất là khó chứ không phải dễ. Các bạn sẽ không bao giờ thấy đường được. Để các bạn có thể tìm nó. Cuối cùng mình cũng tìm được một nhóm nấm các bạn ơi.
Nè, cái nấm này là nấm purple nữa các bạn. Các bạn thấy nó già rồi ha. Nó phóng thích bào tử nè. Nó. Các bạn thấy không? Nó. Đó, cái này là nấm normal purple. Nhưng mà nấm mà ăn không ngon các bạn ơi. Nên mình không có hái. Bạn, bây giờ mình tìm được một cái loại nấm gì trên cây nè các bạn. Bây giờ mình chịu lên mình hái thử coi. Thấy không? Đây một loại nấm gì trên cây mình để mình hái mình hỏi cô coi. Wow, coi chồng mình tìm được cái gì nè các bạn ơi. Cái đó thì thuộc họ... Lấy vào đi anh. Wow. Một đó là... oyster. Nhìn có vẻ giống oyster hơn nhưng mà to quá. Hy vọng là ăn được. Yes. Cái này một là oyster, hai là... Hai là... Cái này chắc không phải chicken of the wood. Cái này có vẻ... Nghĩ là oyster. Không phải oyster này. Biết gì không? Tại vì nó có cái này. Cái vân hả? Cái cọng. Ừ, oyster không có cọng. Cho nên là phải hỏi. Xách lại hỏi cô coi. Đó, các bạn được nhiêu này nè. Sập, cái này sập. Thơm, thơm cái mùi nấm lắm luôn á. Thơm chưa em có quay rồi. Rồi, mùi đó chính là nấm oyster. Cái chết cần luôn. Đó các bạn, oyster. Yeah. Oh, nice. Just I will take the picture. I'm looking. Right? Like there might be others if you go around people. Like there might Orange, be yeah. Did everybody take? You want me to cut it? Or you want it as is? Well, one I'm going to get from underneath. Okay. Oh, what is the name? I forgot. Orange. Orange bolete. Bolete. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Nice. Good. Very nice. You want me to cut it and then Please. You sit? Tell me. Well, I want everybody to take a picture before. It's quite spectacular. Okay, can I take a picture when you yeah, cut it? Of course. Okay. Đây này các bạn ơi, cái bạn đồng hành của mình tìm được cái nấm vé rất là đẹp luôn. Whatever way you want. I don't know how yes. you want it. No, I just make you want to hold it and take a picture the way you want. Yeah, thank you. Oh, very nice. Oh, inside has the lighter blue color. Yeah, is it right? Blue. Yes. A bit. Can it's interesting. It? Of course. Mm-hmm. I don't smell anything. Yes, bravo. How can we take it? This is very high. What do you call it? It's not lion's mane. It's no, bear's head. This one, bear's head. Oh. Fungus. I also know it as coral tooth. Oh, okay. They all look the same. I think it's the name, differentiated shape. I think. But they're all coral. Yep. Oh, my gosh. The tree itself is not stable. Chantel, can you please catch the mushroom for him? Yes. Yeah. And what about your husband? Who's going to catch him? I think when we do mushroom hunting, we know the mushroom is more valuable. So, oh my gosh. Okay, I got it. That's awesome. Wow. Woo! Good catch. Okay, be careful. Yeah. Okay, be careful. Wow. Wow, look at what we found. Oh my gosh. It's a coral tooth fungus. So it has little teeth and it has seafood smell actually. This is very it's a very good mushroom, yeah. It has a seafood smell. Sometimes it's kind of fishy. This one I can't tell. Can you put it? Yes. Okay. Cool. There you go. Dạ. Bây giờ mình đi tìm thêm nữa ha các bạn. À, mình có thấy một cái loại nấm lạ lạ nè các bạn. Dở. Nè. Yes, that's the one. The young one. Oh, sorry. You. Okay. Just take the picture and then you just ask the teacher. Okay.
Đây, lấy sầu sầu vô luôn nha. Này vợ, vợ anh tìm ra được nấm cái gì này nè vợ. Đây nè, nguyên một ổ luôn. Đó. Nhưng mà không biết phải nấm. Phải. Nó gần cái này nè. Nó gần stream rồi đúng rồi đó. Okay. And to yeah, yeah. We're just up here. Just 1 second. I want to make the video. Sorry. The entoloma này các bạn. Well, it's just that we found the other one. You see the spore. Oh, yes. Here, a lot of the spore. Yes, it was on a okay, good job. With the shrimp. Bây giờ vợ mình sẽ hái cái nấm entoloma. Thì cô giáo cô có chỉ mình đó các bạn, là khi mà nấm entoloma này, vợ ngã hái cho chồng xin cái nấm shrimp đó. Yeah. Nó mọc gần cái cây nấm này các bạn. Cái cây nấm shrimp là shrimp ngay đây nè, nó mọc luôn rồi phải không? Ừ, đó. Là entoloma chắc chắn luôn. Chắc chắn là entoloma luôn. Tao đưa cho anh xin cây cream anh cho các bạn coi. Cái cây cream này, cái nấm shrimp of the wood. Of the wood này nè các bạn. Mình ăn thử rồi, không có ngon nên mình không có hái nó. Ăn nó giống như cái bông cải trắng vậy các bạn. Cái cauliflower á. Cauliflower á. Nó kỳ lắm. Nó mà không có vị mà nó cứ... Nó cứ sột sạc á. Nhìn nó không ngon. Đó. Còn ăn chalamet là ngon. Ừ. Đó. Ngon thấy không? Kế bên là shrimp. Này là shrimp of the wood các bạn, chứ không phải là tôm hùm. Chứ không phải là tôm hùm, là cái loại gì quên rồi. Nó cũng là lobster mushroom. Nó dịch là lobster luôn. Mà mình chưa tìm được cái đó ở bên Vancouver. Nói chung là ở gần thông nó mới nhiều. Còn này, để còn cái bự đó em. Mỗi lần nó mọc và chết lên là phải có shrimp. But you know if it's edible. How do we know if the stem? Oh, sorry, I put my finger. If the stem is edible, or you just try on error, right? But this you is just... edible. Này các bạn, cái này là gì? Suti quên này. Suti. Thôi bỏ đi, ghê quá. Thôi các bạn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng mình chỉ hái thử xong rồi mình về mình coi cái như thế nào mình sẽ. Tại vì cô giáo nói nếu như mày chịu khó rửa ăn ngon. Cô giáo nói ngon. Thôi cứ thử đi. Này các bạn, đây là loại nấm suti nữa nè. Đó, mình tìm nguyên cái ổ luôn á. Đó, em hái pick up nó đi. Lấy cái dao á, em đào sâu sâu xuống xong rồi em lật lên em cắt bỏ. Chứ... Rồi. Để lên trên bờ. Rồi để nằm xuống rồi cắt bỏ. Cắt bỏ. Tại vì cái thân này em được. Kệ nó, nó dơ quá rồi. Cắt bỏ đại đi cái gốc nó mà. Em để nó dù dơ hơn nó theo. Vậy nhớ cho nó vậy. Bây giờ rửa sẽ ngon. Đây nè các bạn. Ồ cộng nó cũng chắc ha. Bởi vì em nghĩ là con nó ngon. Đó là lý do em thích á. Đây cái cọng đó cơ. Đây mình hái thử. Một ề luôn đó chứ một cây cái gì. Đây nè các bạn, mình hái cho bà ấy bà rửa. Thân nó chắc lắm á, nó nhớt nhưng mà thân nó chắc. Đây là những cái gì mà của nhóm mình đi làm á các bạn. Đây mọi người lựa ra.
this one in the bag that's... And then you got your big orange Bạn ơi, đây là những cái loại nấm mà mình từ nãy giờ mình với cái nhóm mình đi tìm được đó các bạn. Mỗi loại nấm nó có một cái khác nhau. Đây mình thích cái nấm này nè. Oyster là cái của mình nè, với cái với cái mình là cái coral này các bạn. Tất cả những cái loại nấm. Oh, I'm gonna check basket. Thank you. Cháu check cái đồ của mình ha. Yep, that's good. Those are all honeys down there, yeah. And those are all the flowering blooms. Okay, this one is black one. Black one for you. Yeah, flowery fluid, I think so. Oh yeah, definitely. Put it in there. And these are all honeys? Yes. Yes. Okay, and is that yours? No, I don't have anything here. Okay. I just like take one and three or two. Okay, on here. Did everybody take a photo? Okay, yes. No. Okay. Rồi, bây giờ nhóm mình đã đi hái nấm xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn ha. Cảm ơn các bạn ủng hộ trang nhà Cành Vi. Mình sẽ có những cái cuộc đi săn nấm khác nhau. Mỗi khu rừng nó sẽ có cái nấm khác nhau các bạn. Do đó hai vợ chồng mình sẽ đi tham gia cái nhóm này nhiều lần nữa để mình hái được nhiều loại nấm cũng như nhận dạng nhiều loại nấm. Rồi cảm ơn các bạn nha, các bạn nhớ đón xem cái clip hai vợ chồng mình thử nấm nha các bạn. Cảm ơn các bạn, bye bye em, bye bye.